năm vào dịp Tết, người ta đi tảo mộ, thắp nén nhang cho vui kẻ an phận. Vì mỗi người đều có một tình thân, đó là tổ tiên, ông bà hay ruột thịt. Sáng nay tôi cũng đi tảo mộ, nhưng người tôi đến viếng không chung máu mủ họ hàng. Năm nào tôi cũng đến nghĩa trang để thăm anh, để ôn lại những chuỗi ngày bên ánh đèn sân khấu. Tôi vẫn còn nhớ như in trong tâm trí có câu hát rằng: thôi hỡi chàng ơi, hỡi chàng ơi, mình em lạnh lẽo chốn phòng quê. Anh đi đáp nghĩa tình non nước, năm tháng em chờ già sắc son. Lời anh viết cho em trong một giờ tuồng năm đô, không ngờ đêm em diễn chân thành nhất lại là đêm anh được xem lần cuối trong đời. Nước mắt em rơi theo từng chữ từng, anh ra đi như mất ngôi sao trong bầu trời nghệ thuật. Dưới mắt mọi người anh là nghệ sĩ tài hoa. Nhớ những ngày chập chững trong nghiệp cầm ca, anh đã khuyên em và dắt dìu em qua từng giai điệu. Có phải chăng chỉ có anh mới là người hiểu được em và cùng em mặn nồng chia sẻ? Thế
thì em sẽ đem tiếng hát lời ca làm nguồn vui trong quãng đời còn lại, và mong ngoài sân khấu về sau đừng liêm tắt bao giờ. Đó là niềm ước cao của người đi trước mong chờ. Người nghệ sĩ phải đem hết tài năng mà phục vụ, đồng sức đồng lòng đưa nghệ thuật đi lên. Cũng như anh suốt cuộc đời không lợi ích riêng tư, đem cô máu để đổi lấy nhiều tác phẩm tinh thần bao giá trị. Anh ngã xuống tên anh thành chiến sĩ, nơi ngàn năm ghi dấu một tâm hồn. Em đến nơi anh nằm như thuở xưa âm thầm, lòng nhiều nhớ nhung, lòng còn tiếc thương. Đây nén hương em nguyện hiến dâng sắc son một lòng. Anh cứ yên giấc nồng tình yêu sáng trong càng trong, ngàn hoa thắm tươi sắc hồng, đời vui có anh và em. Nhân như cuối năm viếng mộ người đã khuất, lòng lần lần theo ký ức về. Tâm hồn nghệ sĩ bay cao, hòa cùng nắng ấm đón chào ngày xuân. Em về lưu luyến bước chân, anh đi để lại muôn phần tiếc thương.